Làm đâu đây ta? Ngồi giường là tí mẹ vô phòng mà phát hiện chứ. Ui sướng quá, hôm nay chủ nhật cả ngày ở nhà làm slam luôn. Để xem mình đã có những cái gì đây ta. Hủ đựng nè, muỗng, khô, dung dịch, rơm miệng, heo, nghe này mình lấy của mẹ nè, một cái chôm và cái chén này, cái chén ăn cơm nè. Mẹ đang làm gì vậy Nhi? Con có làm gì đâu. Con giấu mẹ cái gì đấy? Con có giấu gì đâu. Đây thì con xem nè. Con có gì đâu mẹ, con mà. Bây giờ cái gì đây? Đây chén, chén ăn cơm, con cầm đây làm gì? Còn đây là hồ làm hồ công nữa. Con lại làm slime phải không? Mai chủ nhật con chơi slime xíu thôi mà. Con nói mẹ cho tiền để mua hồ làm thủ công mà bây giờ con lại làm mấy cái này. Bao nhiêu tiền? Con thích chơi slime. Cái này là nail móng tay của mẹ con cũng lấy qua đây. Rồi dung dịch rơm miệng của em. Con làm cái gì làm đâu? Cái này cái gì đây? Cái này cái chơi của con mua ở trường. Thìa của em con mang qua làm gì? Cái này cũng là của con. Đây là lần cuối mẹ nhắc con là không được chơi slime này nghe chưa? Mẹ xem đây báo đài là rất là nguy hiểm. Và thứ hai là rất tốn tiền của mẹ. Xin tiền để mua làm đồ thủ công mà lại giờ làm mấy cái này. Nhưng mà làm chơi slime phát huy khả năng trí tuệ mà mẹ. Trí tuệ thì con đi học thêm sách giáo khoa giám tham khảo đi rồi tăng thêm chứ thế. Nhưng mà đem nhục cho con chơi chứ mẹ. Chơi thì con đi qua nhà Xu Hà chơi đi. Đây mẹ sẽ thu này. Đưa hết cái kia này, không cầm cái này. Đây cả cái hình gì đây. Cái chôm của con quá mua qua con ăn quà phải dành tiền mua chôm á. Từ nay mẹ không cho con tiền ăn quà nữa. Ghê mình chưa tủ lạnh chắc mẹ không phát hiện ra đâu. Để coi mình lấy được cái gì ta. Hồ là có rồi nè. Chôm nêu móng tay nè. Của mình nè. Giờ làm slime thôi. Ngồi trong đây thì nó có vẻ là hơi chật một chút xíu mặc mặc kệ. Đầu tiên là mình phải đổ hồ ra chén nè. Chế hồ luôn. Ui. Chết rồi. Quên mất dung dịch làm đau mùi. Giờ sao ta? Đi ra ngoài lấy mới được. Để coi mẹ đâu mà. Hình như mẹ vẫn còn ngủ.
cũng say lắm rồi. Đi lấy đồ thôi. Ủa, mẹ để cho Trương Nhật làm đông ở đâu ta? Không có. Trương Mai, không có luôn. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ui, lấy được rồi, mừng quá à. Trời ơi, thật là hên, hết hồn với chía luôn á. Đúng là làm chuyện xấu lúc nào cũng hả, sợ hãi. Có dùng dịch làm đông rồi, làm slam được rồi. Quấy đều lên nè. Slam rồi nè, bây giờ mình sẽ trang trí nó nha. Trong trong rất là dẻo luôn. Mặc dù nó còn hơi đục một tí nhưng mà không sao, vài ngày nữa nó sẽ hết đục thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ cho nêu cái cây lên. Mình đã có một hũ slime mới chơi rồi. Chết chết chết, như mày vô. Ủa, con Nhi nhà mình đi đâu rồi ta? Sao lại giường gối quăng lung tung này? À, quên. Nãy nó kêu là đi qua nhà Su Hào. Gối ngủ dân là phải sắp bỏ vô tủ đàng hoàng chứ không? Giường phải gấp lên nhé. Thôi mình đi làm việc lại. Trời ơi, hình như mẹ mày gặp tủ giường ấy thôi. Vậy làm sao ra được? Ôi, làm sao ra được, cứng quá à, mở cửa không được. Mẹ ơi, mẹ ơi, mở cửa con ơi, con gì nè, con đang ở chỗ hộp tủ nè, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, con nè, mẹ ơi. Mẹ ơi. Sao lại nghe tiếng con Nhi trong nhà vậy ta? Làm gì trong này vậy con? Lại chơi slam. Nè mẹ em cho con chơi, con vui vô tủ con chơi. Đau mẹ ơi, đau đau đau. Đau quá mẹ ơi. Úp mặt của tôi. Đứng đó, chờ mẹ. Mau dọn dẹp đồ kia đi.